chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay anh Thợ này anh cưa cái cây phát lộc rừng rất là to nha các bạn, rất là nhiều nhánh nè. Đó, nhánh nó trên đó nha, còn nhánh nó đưa vô cái mái nhà nè. Anh Thợ bắt đầu leo lên nha, cưa ở đây trong công an huyện luôn nha các bạn. Cái cây này bứng đi chỗ khác trồng nha. Nè, ở dưới này bo cái bầu rồi nè các bạn. Cây quá to, quá nhiều nhánh luôn các bạn ơi. Cây này mình độ bán là 7-80 năm mới luôn. Nào giờ mình mới thấy cây phát lộc rừng nó to vậy á. Quanh cái cây này có khoảng 170 nha các bạn. Thank you.
vòng qua đó rồi các bạn ơi. Anh đi cái vòng thận luôn nha. Bên phải của mình đó là ngân hàng nha các bạn. Cái ngân hàng ở bên đó đó, ai thì bên đó nha các bạn. Rồi, cắt quá lẹ anh đi xe vòng qua tới bên kia. Để mình qua kia anh quay nha các bạn. Mấy cái nhánh xuống chùa gọn luôn mọi người. Rồi anh lộn ở bên đây kia quanh kia, mình quanh kia quanh đây, bên đây phức rồi. Quá nhanh luôn. Giờ anh Thợ tắt máy nếm mấy cái nhánh dục xuống. Và cắt mấy cái nhánh dưới này trước đi cho gớt xuống.
thịt. Rồi nếm cái nhánh nó dục xuống nha. Cái nào chỗ gọn cái đó luôn quá. Rồi lát nó cưa tiếp mấy cái nhánh ở bên này, cưa sạch cho nó hết luôn nha. Cây này quá khủng rồi các bạn ơi, quá to. Rồi mà anh tuồn cái nhánh nó xuống gần hết rồi, còn nhánh với hai nữa. Rồi leo lên lấy máy cưa cưa tiếp lên các bạn ơi. Còn nữa. Bây giờ anh Thợ di chuyển xuống dưới này cắt cái nhánh bên này. Anh Thợ liền mấy cái nhánh gần hết ở trên máy rồi đó.
có cái cọng dây điện nữa đó nha. Giờ anh Thợ sắp mấy cưa qua phía bên kia. Cái cây phát lục gừng này nha, quạnh 170 nha các bạn, bế đầu rồi luôn. Cây khủng lồ luôn. Đồ anh Thời giật máy nha các bạn. Còn một nhánh ở trong thằng cây, cái nhánh đó nhánh non nha các bạn. Cưa luôn á các bạn. Đem đi trồng là chừa mấy cành già thôi nha các bạn. Cành nào non là cưa hết. Nó non nha, cưa ra nha các bạn. Mấy cái cành non nó trồng xuống nó mau héo lắm các bạn. Chỉ chừa lại mấy cái cành già để cho cây nó, khi mà trồng xuống cây nó phát nó đâm lại cành non lại bình thường. Ồ, cái cây kìa. Rồi được rồi, ra kéo nhánh này xuống. Nè mai mới cẩu anh quên đây. Thôi mới cẩu rồi. Ừ. Về sau khoan cắt rễ dưới. Khoan á, nào là xe lợi chịu hết cắt. Gió khoái. Ừ, lợi nó cuột dây đó. Có làm gì không? Không có. Nữa. Về điện ra chừng nào thấy nó cẩu cái em chạy ông chắc giùm em cái được rồi hay sao vậy đi chứ để ổng chưa chịu cẩu về mấy ngày mai thôi ơi để giờ chắc trước thì chừa lại ba để ông chắc. Đồ anh Thợ leo xuống rồi. Như vậy đừng hé lên á, hé là cho bộ nữa, vậy thôi.
Rồi cây này mai mới cẩu đi, xe giờ đang kẹt rồi.